Chiều qua ngày 30 tháng 11, Hội nông dân tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị tập huấn ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới cho hơn 70 đại biểu là lãnh đạo hội nông dân các huyện thành phố, các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh. Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt các nội dung liên quan đến ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới như đường lối, chủ trương chính sách, các nghị quyết của Đảng, Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh liên quan đến chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, hướng dẫn ứng dụng tiến bộ của khoa học công nghệ vào chuyển đổi số phục vụ phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác truyền thông về xây dựng nông thôn mới của các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh. Giới thiệu hệ sinh thái phục vụ chuyển đổi số đối với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, xã hội nông dân hỗ trợ triển khai mẫu phiếu kê khai thông tin cá nhân, phục vụ triển khai phần mềm quản lý dữ liệu thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, qua tập huấn nhằm hỗ trợ thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp, phát triển thương mại điện tử trong các hợp tác xã và các hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp, hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của tỉnh đưa sản phẩm của các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác liên các sàn thương mại điện tử nhằm kết nối giới thiệu quảng bá tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh.